Giang Nguyên mến chào quý vị khán thính giả của VNTV 55.2. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, với những sinh hoạt cộng đồng cũng như là những sinh hoạt của các nhà thờ cũng như là chùa chiền, thì chúng tôi nhận thấy có một bàn của một nhóm thiện nguyện kêu gọi quý vị đồng hương hãy ghi danh tặng tế bào mầm. Và trong nhóm thiện nguyện đó thì chúng tôi nhận thấy có một khuôn mặt không xa lạ gì với thành phố Houston của chúng ta, đó là sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có được sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh chùa của VNTV ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi Nguyễn Văn Thịnh xin được kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào Giang Nguyên. Xin chào anh, cũng lâu lắm rồi thì bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau, mà không phải là trong những chương trình mà chúng ta từng làm trước kia, mà là trong chương trình mà ngày hôm nay. Đi thẳng vào vấn đề là Giang Nguyên thấy rất là nhiều lần Giang Nguyên đã thấy anh làm việc với một nhóm thiện nguyện về để kêu gọi quỹ đồng hương tặng tế bào mầm. Vậy thưa sư hỏi anh, tế bào mầm là gì? Vâng, thưa quý vị, thưa Giang Nguyên, tế bào mầm là cái tế bào gốc, hay tiếng Mỹ nó gọi là stem cells, nó có ở trong cơ thể của chúng ta, ở trong tủy xương, ở trong máu, và có luôn cả ngay ở trong cái nhau của một đứa bé mới chào đời. Cái nhiệm vụ của tế bào mầm mà chúng tôi muốn nói chuyện với quý vị là từ cái tế bào mầm này, stem cell này, làm ra những tế bào trong máu của cơ thể của chúng ta. Vậy thì trong máu, thưa quý vị, là thưa bạn là trong máu có những tế bào gì? Thưa quý vị, trong máu của chúng ta nó có 3 loại tế bào. Thứ nhất là hồng huyết cầu, tức là red blood cell. Nhiệm vụ của hồng huyết cầu là làm gì trong cơ thể? Là giúp cho chúng ta mang cái dưỡng khí đến từng cái tế bào trong cơ thể. Nhờ vậy mà cơ thể của chúng ta sống sót được. Thứ hai nữa là bạch huyết cầu, tức là white blood cell. Nhiệm vụ của bạch huyết cầu là giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại bệnh tật. Mỗi một lần, thí dụ như là chúng tôi bị cảm cúm hoặc là bị sưng phổi chẳng hạn, thì lúc đó là bạch huyết cầu làm việc để chống lại vi trùng, siêu vi trùng, vi khuẩn tấn công vào cơ thể của chúng ta. Và một loại tế bào thứ ba nữa cũng rất là quan trọng, đó là khi mà chúng ta bị chảy máu. Loại tế bào này tiếng Việt gọi là tiểu cầu hay là platelets. Không có tế bào này thì cơ thể của chúng ta sẽ không bao giờ cầm máu được. Đại loại, hồng huyết cầu, bạch huyết cầu và tiểu cầu đều có cái nhiệm vụ riêng để giúp cho cơ thể của chúng ta. Vậy thưa anh, như vậy thì tại sao những người mà bị bệnh máu cần phải thay những tế bào mầm thưa anh? Vâng, thưa quý vị, chắc có lẽ là chúng tôi xin tóm tắt. Trước nhất là chúng tôi xin thưa, chúng tôi không phải là bác sĩ chuyên môn về máu. Nhưng mà khi mà nói về bệnh máu thì nó cũng rất nhiều bệnh. Chúng tôi chỉ xin thưa một vài cái thứ thông thường mà chúng ta nghe. Chẳng hạn như là bệnh leukemia. Leukemia tức là chúng ta hay nói là ung thư máu. Nhưng cái nghĩa chính của nó phải là ung thư bạch huyết cầu. Thưa quý vị, từ cái tế bào mầm, tế bào gốc, stem cells, làm ra 3 loại tế bào như chúng tôi vừa kể, hồng huyết cầu, bạch huyết cầu và tiểu cầu. Vì một lý do nào đó, chẳng hạn như là người bị bệnh leukemia, tức là ung thư bạch huyết cầu, thì thưa Gia Nguyên và thưa quý vị, từ cái tế bào gốc sang đến cái tế bào bạch huyết cầu, nó bị hỏng. Thành ra chúng ta không có được những cái tế bào bạch huyết cầu có cái nhiệm vụ để chống cho cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta bị bệnh tật. Thì một người bị bệnh leukemia, tức là bị ung thư bạch huyết cầu đó, thì những cái bạch huyết cầu làm ra trong cơ thể nó không làm việc nữa. Làm thì làm rất nhiều mà lại không làm gì cho cơ thể được cả. Thành ra từ đó người đó bị bệnh sẽ không chống lại bệnh tật, thì người đó sẽ bị nhiễm trùng và sẽ qua đời. Và đồng thời nó cũng ảnh hưởng luôn của cái tế bào gốc làm ra các tế bào cần thiết khác là hồng huyết cầu và tiểu cầu. Có nghĩa là một người bị bệnh leukemia là cần phải chữa trị. Thì một số may mắn chỉ cần chữa bằng chemotherapy, tức là hóa trị, hoặc là radiation, tức là phóng xạ trị. Một số bệnh nhân may mắn khỏi bệnh, nhưng một số thì không khỏi được. Thì bây giờ thưa quý vị, từ gốc cái tế bào mầm làm ra tế bào bạch huyết cầu bị hỏng, thì chúng ta phải chữa cho người đó hết bị bệnh ung thư máu, tức là ung thư bạch huyết cầu, và đồng thời chúng ta diệt luôn
cái tận gốc của nó, tức là cái tế bào mầm, mình diệt luôn. Và từ đó chúng ta xin quý vị đồng hương, những ai khỏe mạnh, tặng tế bào mầm cho vào cơ thể của người bệnh. Có nghĩa là người bệnh sẽ có một cái hệ thống máu mới. Tức là những người phải khỏe mạnh thì mới có thể ghi danh để tặng tế bào mầm được. Với anh, như thế nào là khỏe mạnh? Thưa quý vị, có nhiều điều, nhưng mà cơ bản là những quý vị từ 18 đến 44 tuổi không mắc bệnh truyền nhiễm. Xin thưa đây chẳng hạn như là bệnh về viêm gan hoặc là bị bệnh liệt kháng HIV thì không có thể tặng tế bào mầm được. 18 đến 44 tuổi, đại loại không mắc bệnh truyền nhiễm đều có thể là những người ghi danh để trong tương lai có thể là người tặng tế bào mầm cho các bệnh nhân. Thưa Gia Nguyên, bệnh truyền nhiễm đối với anh là anh vừa liệt kê ra, đó là bệnh AIDS hoặc là bệnh viêm gan. Còn tất cả những viêm gan, đây là viêm gan A, B, C. B với lại C. B với lại C cũng như là X thì không thể. Và còn những cái điều kiện khác nữa, nhưng mà chúng tôi không muốn đi vào chi tiết làm gì. Đại loại là nếu mà quý vị nghĩ là quý vị không mắc hai cái chứng bệnh trên, đều có thể ghi danh từ 18 đến 44 tuổi. 44 tuổi thôi quý vị, cũng phải nói thêm đây, 44 tuổi là tuổi Tây đó, tức là người Mỹ chúng ta thường là tính đúng tuổi, đúng ngày tháng. Hơn một tí thì chắc có lẽ là không sao, hay là người ta với giấy tờ thì trước là... cái ngày mà quý vị mừng cái sinh nhật thứ 45. Mừng sinh nhật 45. Vâng, thưa cảm ơn anh. Và như lúc nãy anh có nói đó, là anh đã trình bày về tế bào mầm có trong những cái nhau của những người phụ nữ đang mang thai hay là sắp sửa sinh con. Vâng. Thì anh có thể nói lại vấn đề đó một lần nữa. Vâng, thưa quý vị, trong cơ thể của chúng ta là tế bào mầm nó ở trong tủy xương, nó trong máu. Và thứ ba nữa là nằm ở trong cái nhau, ở trong cái cuống nhau của một em bé vừa mới sanh ra đời. Thì thưa quý vị, là khi mà đứa bé chào đời thì cái nhau đó đằng nào thì cũng sẽ bị hủy đi, không sử dụng nữa. Sau khi mà bác sĩ đã cho đứa bé ra đời, cắt cái nhau đi rồi, thì cái cuống rốn và cái nhau đó là không sử dụng nữa. Nhưng mà trong đó có tế bào mầm. Nếu quý vị quyết định ở cái lúc mà quý vị mang thai từ 28 cho đến 34 tuần, 28 đến 34 tuần, nếu quý vị quyết định cho cái nhau của em bé, thì quý vị liên lạc với lại bác sĩ sản phụ khoa của quý vị, hoặc là quý vị liên lạc với nhà thương mà quý vị chuẩn bị sanh em bé, hoặc là quý vị có thể gọi cho MD Anderson là 713-563-8000. 28 cho đến 34 tuần. Chúng tôi xin thưa thêm một điều nữa là một số quý vị muốn giữ cái nhau lại để cho em bé trong tương lai hoặc trong gia đình, đó là tùy ở nơi quý vị. Nhưng nếu quý vị không có cái quyết định này thì đằng nào cái nhau cũng bỏ đi, quý vị có thể tặng. Và từ đó trong cái nhau đó có tế bào mầm cũng có thể giúp được những bệnh nhân bị ung thư máu hoặc là những bệnh về máu khác, thưa quý vị. Vâng, chúng tôi sẽ đọc lại số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào để mà quyên tặng nhau, đó là 713-563-8000. Thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa là 713-563-8000. Giống quên vẫn thắc mắc thưa với anh, đó là tại sao chúng ta phải có nhu cầu để tặng những tế bào mầm này? Vâng, thưa quý vị, trước hết là chúng tôi không mong ai bị bệnh cả. Nhưng mà nếu mà là người Việt Nam hoặc là người Á Châu đó, thì cái điều là đến ngày hôm nay theo thống kê thôi, thì cứ 10 người, may ra thì chỉ có một người là kiếm được người hợp với cái tính chất di truyền để mà có thể tặng tế bào mầm cho những bệnh nhân này. Vì vậy cho nên đây là một cái nhu cầu của người Việt Nam và chúng ta nói riêng, hoặc là cộng đồng của người Á Châu. Cái lý do là vì cái tính chất di truyền của người Á Châu tương đối là đặc biệt, và thứ hai nữa là cái số người ghi danh hãy còn lại ít ỏi lắm. Vì vậy cho nên đây là cái chuyện không phải là một sớm một chiều, mà là chúng ta cứ liên tục, lúc nào có dịp chúng ta ghi danh là chúng ta ghi danh. Xem đây như là một cái quỹ, như là một cái saving account, cái một quỹ tình thương nhân ái của quý vị, để sẵn vào đó. Lúc nào chúng ta có người bệnh là lúc đó bác sĩ đi kiếm ngay lập tức, là đó là cái dịp rất tốt cho người bệnh nhân đó có thể sống sót được. Vâng, thưa quý vị, cũng như là anh bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, là trở lại vấn đề là trở lại về nhóm thiện nguyện. Chúng tôi được biết là không phải là quý vị khơi làm ra một nhóm thiện nguyện, mà phải làm trong thời gian gần đây, là thực sự ra là hình như là nhóm thiện nguyện mà có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh là muốn giúp đỡ một người nào đó, phải không? Vâng, thưa quý vị, mỗi lần mà chúng tôi đến bất cứ nơi nào mà chúng tôi đến được thì đều ước mong là có sự yêu thương của quý vị đối với lại những bệnh nhân. Ngay trong thành phố Houston của chúng ta bây giờ đây là có
3-4 bệnh nhân đang nằm ở trong bệnh viện Texas Children's Hospital. Có thể một số bệnh nhân không cần đến tế bào mầm, được may mắn có thể sống sót được bằng cách chữa trị, nhưng mà một số biết đâu phải cần đến tế bào mầm. Thành ra đó là cái điều mà chúng tôi xin thưa với quý vị, là dĩ nhiên là khi nghe đồng hương của chúng ta bị đau thì chắc chắn là lòng nhân ái của quý vị sẽ đến với các bệnh nhân này. Nhưng mà về lâu về dài, cái điều quan trọng ở đây là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng lúc nào cũng sẽ có một người nào đó bị bệnh, bất cứ lúc nào. Mà nếu mà chúng ta đã ghi danh thì đó là cái dịp thật may cho những bệnh nhân này, tại vì chúng ta sẽ có thật là cái thời gian thật là ngắn để mà kiếm những người có thể tặng cho những bệnh nhân này. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, và thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại để chúng ta cùng nghe tâm sự của một người mẹ đang có một đứa con bị ung thư máu.